Mình đã hứa là sẽ không lên mấy con bản phím của thương hiệu Lang Tu nữa vì đã làm rất là nhiều video rồi. Cơ mà cái ông Lang Tu này dạo này ra được vài mã chất lượng phết, độ hoàn thiện khá tốt. Lần trước thì có con GK85 phiên bản Pro, rồi mới đây này ra được con LT84 con núm có màn hình nét đang rất là hot trên thị trường. Bây giờ thì lại có thêm một phiên bản nữa là GK69 Pro. Do là mình khá ưng phiên bản này và chắc chắn nhiều anh em sẽ thích nên là mình phải lên liền cho anh em đây. Đầu tiên mình thích ở cái mã này là có hai cái màu khá là đẹp. Một màu thì giống GK85 Pro, còn một màu là hoàn toàn mới, thiết kế nhỏ gọn với cái layout 69 nút. Nó khác ở con GK65 là có thêm 4 cái nút ở bên tay phải này, sẽ giúp anh em thuận tiện khi sử dụng. Keycap thì vẫn là ABS XDA, nhưng mà có một cái điểm cộng là nó thiết kế trên keycap những cái hình họa tiết nhìn khá là cute và dễ thương, nhìn hay phết. Switch thì vẫn là Golden Switch đã được núp nhẹ. Trên con bản Pro này thì nó sẽ có cái mạch socket 5 pin xịn sò hơn cho anh em thoải mái mà custom các loại switch khác nhau, với chế độ led RGB cực đẹp, chắc chắn không nào mà anh em thất vọng. Với các chế độ khác nhau anh em có thể tùy chỉnh. Đương nhiên sẽ có 3 chế độ kết nối cho anh em: kết nối Bluetooth, cổng wireless 2.4 và kết nối trực tiếp bằng dây cáp. Có chỗ cất cổng receiver đàng hoàng cho anh em không sợ mất nhá. Start ở con này thì ổn hơn một chút thôi, nhưng mà vẫn có tiếng tích kinh lọc sọc, vẫn cần phải mốt lại anh em ạ. Con này đang được bán với giá 850 cạch, giá khá là hợp lý cho anh em. Tuy nhiên đây là cái mã mới mà bán nên là mình đã xin được bên shop một cái voucher 100k cho 20 bạn đầu tiên. Vậy là chỉ còn 750 cạch thôi. Cái deal này quá hời anh em ạ, nhanh tay múc liền không hết nhá.